Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, để tiếp tục rèn luyện kỹ năng cân bằng phương trình hóa học cho các phương trình có dạng tổng quát, hôm nay cô Thúy Nga, giáo viên hóa trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội, xin gửi đến các em bài toán cân bằng phương trình phản ứng khử oxit sắt bằng kim loại nhôm ở nhiệt độ cao, còn gọi là phản ứng nhiệt nhôm, được ứng dụng trong hàn ray đường sắt có hình nền minh họa. FeXOI cộng Al nhiệt độ tạo thành Fe cộng Al2O3. Như các em đã biết, khi tham gia giao thông, gặp đèn đỏ, chúng ta phải dừng lại. Đèn vàng, chờ một chút. Đèn xanh, tiếp tục đi. Thì trong cân bằng phương trình hóa học cũng tương tự. Đèn đỏ là kỹ năng cân bằng phương trình hóa học còn yếu, các em cần cải thiện. Đèn vàng là kỹ năng trung bình, các em nên cẩn trọng. Đèn xanh là thế mạnh, các em hãy tiếp tục phát huy. Trong phương trình FeXOI cộng Al nhiệt độ tạo thành Fe cộng Al2O3. Ở đèn xanh ta thấy số nguyên tử Fe ở vế phải là 1, vế trái là x. Số nguyên tử Al ở vế phải là 2, vế trái là 1. Số nguyên tử O ở vế phải là 3, vế trái là y, vẫn chưa bằng. Vì vậy, khi cân bằng, các em sẽ bắt đầu từ nguyên tử O bằng cách thêm y trước Al2O3 và thêm 3 trước FeXOI. Khi đó, số nguyên tử O đã bằng nhau và bằng 3y. Số nguyên tử Al ở vế phải là 2y, ở vế trái là 1, vẫn chưa bằng. Vì vậy, ta chỉ cần thêm 2y trước Al là được. Để thăng bằng số nguyên tử Fe, ta chỉ cần thêm 3x trước Fe. Khi đó, 3FeXOI cộng 2YAL nhiệt độ tạo thành 3XFe cộng YAL2O3. Phương trình đã được cân bằng. Ở đèn vàng, khi thêm hệ số x trước Fe, hệ số y trước Al2O3 và hệ số y trước Al, thì số nguyên tử Fe đã bằng nhau và bằng x nguyên tử. Số nguyên tử Al ở vế phải là 2y, vế trái là y. Số nguyên tử O ở vế phải là 3y, vế trái là y, vẫn chưa bằng. Vì thế, để có phương trình đúng, các em chỉ cần thêm hệ số 3 trước FeXOI, hệ số 2y trước Al và hệ số 3x trước Fe là được. Ở đèn đỏ, khi thay FeXOI bằng Fe2O3 và thêm hệ số 2 trước Al, hệ số 2 trước Fe, thì số nguyên tử Fe đã bằng nhau và bằng 2. Số nguyên tử Al đã bằng nhau và bằng 2. Số nguyên tử O đã bằng nhau và bằng 3. Nhưng ở đây thì các em đã thay đổi công thức tổng quát thành một trường hợp cụ thể. Khi đó, phương trình không còn là phương trình dạng tổng quát nữa. Vì vậy, các em hãy dừng lại để điều chỉnh nhé. Ta thay Fe2O3 bằng FeXOI để có công thức dạng tổng quát. Bỏ hệ số 2 trước Al, bỏ hệ số 2 trước Fe. Sau đó, thêm hệ số 3 trước FeXOI, hệ số 2y trước Al, hệ số 3x trước Fe và hệ số y trước Al2O3 là được. Chúc mừng các em đã có lựa chọn là đèn xanh. Các em đã có kỹ năng cân bằng phương trình rất tốt. Các em hãy tiếp tục phát huy nhé. Các bạn mà có lựa chọn là đèn đỏ và đèn vàng thì cũng đừng buồn. Hãy tiếp tục đón xem những clip tiếp theo của cô Thúy Nga vào 9 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, để nâng cấp kỹ năng cân bằng phương trình hóa học của mình lên. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube của cô Thúy Nga, quý phụ huynh và các em học sinh hãy nhấn nút đăng ký ở ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ video này cho người thân, bạn bè để giúp họ biết cách học giỏi hóa thật dễ dàng. Thúy Nga xin chân thành cảm ơn.
Quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian quý báu ghé thăm kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.